6 tháng đầu năm, thực hiện chức năng tư vấn cho Đảng, Nhà nước về lĩnh vực lý luận phê bình văn học nghệ thuật, Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đã kịp thời tư vấn cho Ban Bí thư, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương về một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, thường xuyên nắm bắt thông tin, kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn học nghệ thuật, tham gia tích cực và có những đóng góp thiết thực trong việc sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Hoạt động nghiên cứu khoa học để thực hiện chức năng tư vấn giúp Đảng, Nhà nước những vấn đề thuộc lĩnh vực văn học nghệ thuật tiếp tục được đẩy mạnh. Trọng tâm là hai cái lớp tập huấn ở phía Nam và phía Bắc. Đây là cái hoạt động thường niên của hội đồng. Đây cũng là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Cái nhiệm vụ thứ hai mà hội đồng phải làm tức là mở cái lớp bồi dưỡng cho lớp lý luận phê bình trẻ hiện nay đang công tác trên mặt trận lý luận phê bình, trên lĩnh vực lý luận phê bình. Và thứ ba nữa là tổ chức tốt cái hội thảo khoa học hàng thường niên. Và thứ ba nữa là tiếp tục các cái công việc thường xuyên nằm trong chức năng nhiệm vụ của hội đồng, đặc biệt là cái nhiệm vụ tư vấn cho Ban Bí thư với Ban Tuyên giáo về những vấn đề của văn học nghệ thuật. Phát biểu kết luận kỳ họp, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đề nghị, ngay sau kỳ họp này, các tiểu ban chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch khảo sát thực tế tại các địa phương, đơn vị, gửi thường trực hội đồng phê duyệt để triển khai thực hiện, triển khai tốt hội nghị tập huấn, nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý lãnh đạo văn học nghệ thuật năm 2019 cho các học viên khu vực phía Bắc tại thành phố Hải Phòng và phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng đề cương chương trình tổng kết thực tiễn văn học nghệ thuật Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, chương trình dịch thuật quốc gia để báo cáo xin ý kiến Ban Bí thư cũng như đăng ký với Bộ Khoa học Công nghệ để triển khai.